chia sẻ với lại tất cả các bạn một cái mẫu hoa mà mình có thể áp dụng thật là bàn thờ hoặc là mình để ở phòng khách cũng rất là đẹp luôn ha. Và nguyên liệu chính của mình sẽ là hoa ly, và mình sẽ chuẩn bị một cục xốp. Mình sẽ đặt cục xốp lên trên cái khay này. Khi mà đặt lên trên cái khay này á, mục đích là để cho nước nó không chảy ra ngoài. Trúc bách hợp. Hiện tại bây giờ lá bị cầm mình đã cắm xòe ở phía dưới, còn trúc bách hợp mình đã cắm cụt ở một bên này. Và ở cái phần bên này mình sẽ cho thêm một số cái cỏ để làm. Thank you.
mình đã cắt xong một cái bình hoa, mình có thể mình trưng vào bàn thờ mình cũng rất là đẹp ha. Và bình hoa nó cũng khá là lớn cho nên nó sẽ áp dụng ở những bàn thờ lớn, hoặc mình có thể mình áp dụng ở nhà thờ cũng được luôn. Là bề ngang này nó là khoảng là nửa mét đó. Và đây là mình đang sử dụng là 5 bông hoa ly nở, phải là ly nở nha các bạn. Rồi mình sẽ sử dụng cỏ nến này và cây trúc bích hợp này, rồi thêm lá bí cầm cộng lại là số 2 cái lá mật cầm, và đây là số những cái lá nhập khẩu đó. Nó giống như lá dâu rồi đó. Và đây là cái bình hoa của mình đó. Rất là đẹp cũng như là rất là đơn giản, và mình có dùng theo một số cái lá đuôi chồi mà mình đem vô cho nó giúp cái bình hoa của mình có thêm đầy ra, cũng như là nó tạo thêm cái sự có cái nhịp điện vào trong bình hoa này của mình. Thì một bình hoa ly nở rất là thơm ha, thì mình sẽ áp dụng được ở nhiều dịp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu các bạn thấy cái bình hoa này hãy nhấn like cho mình ha.